Không, mình hơn. Làm gì sư máu hả chị hả? Mồ hôi nước mắt của em đó. Ủa chị vụ gì? Chị bọn em làm nè, kiếm tiền cho chị nè, chị mua phòng nè. Ủa chị đó cái chồng cũ của chị mà à. Em tưởng chị có phòng mới đeo đó rồi. Ủa cái chồng mới đeo không tốt 1.000 luôn nha. Thấy công vô nữa. Vậy là xương máu của người ta rồi. Chị em sinh mà là ông cho thì đã sinh sinh hết 4 năm rồi luôn đi. Rất là nhiều đi. Chị sợ ông không cho vui lắm chị. Để ăn nhiều xong rồi ná thở. Em đúng là bạn của Duy. Y chang luôn. Hoa sen sâu quắc. Cái hoa sen thằng ấy đeo đâu có đẹp đâu, nhìn thô như gì. Cái gì? Ủa cái gì vậy bà? Em có ai muốn chị ăn cống hiến không kìa, được đi lên phụ miễn phí kìa mọi người. Ôi à, Hương lấy một nồi tiếu Hương thu dành chị em đi. Nó lắc không kèm đỡ bây giờ đâu chưa lắc mà. Hương em có thu dành chị em không? Nhiều như vậy Hương kêu cho chị nói khác á, nhường cho người khác chứ. Nhường cho người may mắn hơn. Ông nằm yên. Yeah. Đùa dê à. Sáng giờ gã 10 người rồi đó. Không ai chịu hết trơn. Thì em không chịu chị An đẹp gái dễ thương như vậy mà lại giàu mày chứ. Chị An có nhà, có đất, có xe. Chị bị mua ô tô nữa rồi. Thấy ghê chưa? Em nó chưa mua thì chị sao chị mua ô tô nổi? Nữa. Tí nữa xuống. Đọc thần chú đi chị, đọc thần chú đi. Là a la ba chấp. Chúc em mãi mụn. Rồi. Mua gói mới dạy được lời nguyện nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhẹ nhắm luôn rồi này. Nó vậy à? Bạn Duy mà. Ủa hẹn 10 giờ mà ta. Tính ra thấy hẹn 10 giờ luôn. Bạn mà chuyên gia chờ ấy. Có tuần trước không đợi nha. Người ta dễ dãi nhưng người ta không dễ dụ nha. Nhìn anh rất là mạnh mẽ mà. Nhiều đứa quá anh ơi. Cô lên. Sắp xong rồi. Được một nữa rồi. Ở bên kia còn ai vậy? Nhiều mũi hết. À. Và làm xong giống như kiểu mà không đủ cái đèn mà cái đèn nó đập đầu em. Em ngắt xỉu trước đi em.
Rồi tí nữa chị gọi dậy, nó xử lý. Dạ. Thấy em quằn quại. Nước mê đó chị ơi. Làm... Giờ chị lấy cái gậy đập cho em một gậy nha. Hai chị ăn vả cho em, phát cho em xịu rồi mình lấy cái mụn tiếp nha. Dạ luôn. Chị đau chưa? Tính ra lấy nhẹ nhàng lắm luôn á. Được chứ. Em sợ đau lắm. Dạ. Đau mà cũng sợ, đau có gì đâu sợ trời. Đói lắm bữa hẳn ai. Ủa chứ giờ không lại bảo khách đau lắm hay sợ đi em mà. Đúng không? Ủa tên gì vậy ta, quên tên. Em Vân Lung. Lung. Ừ. Từ từ thêm thở cái gì. Ủa nãy giờ không thở hả? Đến thở nó đỡ đau hơn. Ông kia nha. Người ta đã đau rồi, còn đứng hát nữa. Trời ơi, hát mới đỡ đau đúng không? Người ta hát hay còn đỡ hát thì vừa chịu áp lực đau vừa chịu áp lực cái lỗ tai. Thế bữa nay còn mỗi một ảnh không luôn á. Bữa nay không rủ gì đi à? Dạ, anh Duyên bận rồi. Qua bật máy xong hơi bên kia đi. To như con người của em vậy đó. Ô, em nhỏ bé lắm hả chị? Em nhỏ bé hả? Dạ. Ê, cái bạn đi khùng hay sao á anh? Như... Ai? Cái bà mua hỏi món kem á. Thì chẳng hỏi đi. Sao vậy? Em đâu có đọc đâu. Mình tìm sản phẩm thôi. Tìm có cái không có nha. Hãy đừng gửi tiếp nha. Ok đó. Bán xong thì hỏi tầm lâm tờ lơ cho coi. Giờ nhắn lại không nha. Cho bạn vô giường giữa đi hả Thu. Ok, bán cho một tip rồi xong chị nhắn lại không nha. Nhỏ hả? Như già rồi mà. Thắng ơi, đợi chút nha Thắng ơi. Dạ. Bữa sau đổi thành sơ ba đợi. Tính ra hôm qua có buổi chiều rảnh được tí chứ mày. Rồi thả lỏng ra, hít thật sâu, gồng lên. Được rồi, xong rồi. Ủa nhà có gì chị thăm không? Không.
có trôi dài cái bên năm. Ủa bên năm sao chị Thăm được? Bên năm là gì ạ mà? Mua ra chia sẻ với chị Thăm đi. Cho nó hết thăm như bao giờ nó mới hết thăm được. Rồi, thảm rồi, thảm rồi. 1, 2, 3. Giờ mà lấy mụn mà phải đếm là biết rồi đấy. Con này lấy chưa ta? Trời ơi. Mình thật là đỉnh. Rồi. Này, này. Quay 5 giây những cái vị trí mà không có cái mặt cạnh. Hả? Ví dụ như quay hoàn cảnh này, quay 5 giây. Rồi, say goodbye to everyone. Tạm biệt mọi người.